Đồ sư cũ Lâm Võ xin thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn người xa. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gốm và đồ gỗ sư cũ, giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình ở trong những clip này ha. Thì bên em thì trời nó đang mưa cô chú anh chị, tiếng ồn nó cũng hơi lớn á, cô chú anh chị mình thông cảm cho bên em ha. Đây là một khách cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 62. Còn chiều ngang chỗ hai chế đào cho cô chú anh chị mình xem á là 45. Đó, bộ này là bộ xưa luôn cô chú anh chị, tuổi đời 100 năm rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Cô chú anh chị mình xem rất là đẹp luôn nè. Ở đây thì có cặp chim công cô chú anh chị. Nước đồng thì cô chú anh chị mình xem là cái màu đồng sáng rất là đẹp cô chú anh chị. Đó. Ở đây em quay ở phía sau luôn ha. Bên em thì nó siêu tầm rất là nhiều lươn cô chú chị. Đó. Nhiều kiểu mẫu khác nhau để cô chú chị mình có thể chọn lựa được ha. Còn chiều cao của chân đèn em đo như vậy là 44, còn cái mâm như thế này là 24 của chú chị. Đây này cô chú chị ơi, rất là sắc sảo và nặng luôn. Đó. Những cái tô hay những cái mâm nè rất là dày dặn của chú chị. Thì bộ lư này thì cân nặng là 13 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 29 triệu ha. Còn đây là 2H thì em có một cái bộ lư nữa nè cô chú anh chị. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 64. Còn chiều ngang chỗ hai tay mây như thế này là 48 cô chú anh chị. Còn cái hoành bụng cho cô chú anh chị mình xem. Hoành bụng em đo như vậy là 94 cô chú anh chị. Đó, cô chú chị mình xem ha. Ở đằng trước thì ở đằng trước này thì có ba chữ là cô chú chị, phước lộc thọ luôn ha. Có phước và có lộc và có thọ luôn cô chú chị. Những cái chân nè, đó chạm những cái đầu lăng thì đường nét rất là rõ ràng cô chú chị, rất là sâu. Còn ở dưới cái đế này thì ta dập chuyện cô chú chị ơi, dập chuyện đi xung quanh cái đế luôn ha. Đó cô chú chị ơi, rất là im cái bộ lư này luôn. Đó. Đây dạo phía sau đây cô chú chị. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì em sẽ chụp hình bổ sung thêm, đó là ở trên và ở dưới và ở trong của chú anh chị, cho cô chú anh chị mình sẽ rõ hơn ha. Còn chiều cao thì chân đèn em đo như vậy là 47, còn cái mâm thì là 28 của chú anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn nè. Cái chân đèn thì cô chú anh chị mình xem có những cái chữ thọ ha, hai chữ thọ hai bên nè. Thì bộ lư này thì cân nặng là 21,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 15 triệu ha. Còn đây là 3H thì em có một cái bộ lư nữa này cô chú anh chị. Đây là bộ lư bắt tre ha. Chiều cao của lư thì em đo như vậy là 32 cô chú chị. Còn cái tán ngang như thế này là 20. Còn chiều cao của chân đèn thì là 24, còn cái mâm như thế này là 12 cô chú chị. Đó, rất là im luôn. Những cái chân đèn này cô chú chị rất là sắc sảo luôn. Đó. Bộ lư này thì cân nặng là 4 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu ha.
Đây con đây là 4H, thì em có một cái bộ lư nữa nè. Đó, bộ lư này là chuẩn xưa luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp nè. À, chiều cao thì em đo như vậy là 21, còn chiều ngang chỗ hai tay mang như thế này là 14 của chú chị. Còn chiều cao chân đèn là 20, còn cái mâm như thế này là 10 phân. Đó, của chú chị mình xem nè. Đó, những cái chân đèn của chú chị, những chân đèn xưa thì cô chú chị mình xem giờ rất là đã luôn. Đó, rất là đẹp luôn cô chú chị. Hai chân đèn thì đều như nhau nè. Đó, rất là êm luôn. À, còn cái bộ lư thì cô chú chị mình xem những con lăn đây nè. Đó, nó rất là bóng luôn à. Đó, rất là đẹp. Đó, đây nè cô chú chị. Bao xưa cho cô chú chị mình luôn. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận, nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. Cô chú anh chị mình không tốn 1.000 phí ship nào hết. Đó, thì bộ lư này thì cân nặng là 2,2 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu ha. Còn đây là 5H, à 5H thì em có một cái bình cô chú chị, bình này là bình bình nước ha, đựng nước của chị. Đựng nước hồi xưa. À, chiều cao thì em đo như gì là 50, còn cái hoành bụng cho cô chú anh chị mình ở đây hoành bụng thì là 66 của chú anh chị. Đó, đây hai cái quay thì vẫn còn xài bình thường của chú anh chị ơi. Đây đó, cái này thì mình gạt đề co của chú anh chị, gạt đề co thì dòm rất là đẹp luôn á. Đây rất là im của chú anh chị. Đó, cô chú chị mình xem đây, nó cái quai, hai cái quai vẫn còn chắc chắn cô chú chị ơi. Đó, cái quan đây, cái quan này của chú chị, đây cái quan vẫn còn xây nè, đó vẫn còn hoạt động bình thường của chú chị. À, cái bình này thì những cái hoa văn ở phía chưa, ở phía ngoài nè, nó dòm những cái hoa văn thì giờ rất là đẹp của chú chị, mang tính chất xưa cổ của chú chị ơi. Đó, rất là im luôn. Đó, cô chú chị mình xem những cái đế thôi, nó dòm cái đế không mà rất là đã nè. À, tới cái bình bình nước này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 4 triệu ha, cân nặng là 5,3 kg của chú chị. À, còn đây là 6H thì em có một cái bộ khai hộp, chọn đây là chọn bộ luôn quý vị, vừa khai đồng vừa khai gỗ luôn ha. À, chiều cao thì em đo như vậy là 8 phân, còn là chiều rộng như thế này là 26. Đây 25 của chú chị ơi, 25 vuông ha. Còn khay đồng đây, khay đồng thì chiều cao của cái nhỏ là 6 phân, còn hoành miệng là 9 phân. Còn chiều cao của cái lớn là 8 phân, còn cái hoành miệng là 11 của chú chị. À, đồng này là đồng xưa hết trơn của chú chị ơi. Nó bao xưa luôn. Rất là đẹp nè, về mình đi đám là hết sảy luôn của chú chị. Đó. Đây. Những cái bộ khai hộp như thế này thì về mình đi đám là rất là ok luôn. Đó. Còn khai gỗ thì cô chú chị mình xem, khai này là khai xưa ha. Đó, ốc thì nó đã lên cái màu vàng chanh. Đó, người ta gọi là vàng chanh hoặc giả là bá trầu cũng được nghe chú chị. Ở cái này thì chất liệu thì gỗ gõ cô chú chị. Thì chọn bộ khai hộp như thế này. Đó, chọn bộ vừa khai đồng vừa khai gỗ luôn thì em giao lưu với cô chú chị mình là 5 triệu ha. À, còn đây là 7H, 7H thì em có một cái đèn chất liệu là đồng của chú chị. Chiều cao thì em đo như gì là 53, còn cái hoành bụng như thế này là 43 của chú chị, thì em đo tới cái họng đèn cho cô chú chị mình xem là 32. Đó, thì cái đèn này cũng vẫn xài bình thường của chú chị ơi, vẫn xài bình thường luôn. Đó, chỉ mình về mình châm dầu vô ha. Đây thì mình có tim nữa thì mình xài thôi. Đó, rất là đẹp luôn nè, mình để trên bàn thờ mình cúng thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, thì cái đèn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu ha. Còn đây là 8H, 8H thì em có một cái đồ long đao. Đó, cái ỷ thiên kiếm thì em đã giao lưu rồi, em chỉ còn cái đồ long đao này thôi cô chú anh chị ơi. Chất liệu thì gỗ gõ, gỗ gõ xưa cô chú anh chị. Ở bên đây thì người ta chạm con rồng nè, con rồng thì được đều chạm nổi hết.
đó, đường nét thì rất là sâu, rất là rõ ràng của chúng chị. Ở bên đây cũng vậy nữa nè, đó hai bên đó hai con rồng ở sông Long Trầu Nguyệt của chú chị. À cái tay này cũng vậy nè cô chú chị ơi, tay này thì ta làm một cái con rồng nữa ha. Đó, rất là im luôn. Để em đo cho cô chú chị mình xem ha. Đây chiều dài thì em đo như gì là 100, còn chỗ lớn nhất như thế này, cái bề bản lớn nhất cái chỗ này là 22. Còn cái tay hoành tròn chỗ này là 18 cô chú chị. Còn chiều dài thì em chỉ đo hảo thôi ha. À, cũng không chính xác gì lắm, cỡ 2,5 thôi cô chú chị ơi. Đó. Đây. Cái này thì mình về cô chú chị mình làm cái giá đỡ ha. À, cái giá đỡ ở dưới này thì là mình trưng phong thủy rất là hay cô chú chị. Thì cái đồ long đao này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 5 triệu ha. À, còn đây là 9H. À, 9H thì em có một cái bình của anh chị ở gốm này thì Việt Nam ha, Việt Nam xưa đó. À, chiều cao thì em đo như vậy là 54, còn hoành miệng như thế này là 23. À, còn hoành bụng như thế này là 85 của chú chị. Đó, cô chú anh chị mình xem những cái quay văn ở phía trên nè, nó rất là đẹp luôn nè. Nó đường chi tiết thì rất là rõ ràng của chú chị. Bên này thì bình long phụng của chú chị. À, đây là con rồng ha. Đó, con rồng thì cô chú anh chị mình xem. Nó rất là êm luôn. Đó, đường nét thì rất là rõ ràng, rất là liền luôn của chú chị ơi, không hề có lỗi lầm ha. Nếu mà có thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình, ở cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, thì cái bình này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 đồng. À, còn đây là 10H. À, 10H thì em có một cái bình nữa nè quý chị, ở đây là cũng Việt Nam luôn ha. À, chiều cao thì em đo như vậy là 48, còn hoành miệng như thế này là 18, còn hoành bụng là 75 cô chú chị. À, bên này thì tích thì mai lan cúc trúc cô chú chị. Đây vào phía trên đây đó. Bên này thì những cái hoa văn chi tiết thì rất là đẹp nghe cô chú chị, rất là đẹp luôn đó. Đó, thì cái bên này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 2 triệu ha. Còn đây là 11H. À, 11H thì em có một cặp đôn này của chú chị. À, chất liệu thì gỗ gõ, còn mặt đá thì mặt đá tàu của chú chị. À, chiều cao thì em đo như gì là 80, còn mặt đôn là 35. À, 35 vuông của chú chị. Ở đây đó, cặp đôn này thì rất là đẹp của chú chị ơi. Ở đây thì người ta chạm thì chạm những dây nho đó, chân thì chân tròn của chú chị. À, tới dưới này thì nó làm lại là làm vuông. Ở phía dưới thì có một cái đồng tiền đó. Cặp đôn này thì mình kê đồ, để đồ của chú chị, để những bình rượu ha, hay là những bình hoa của mình lên phía trên này đó, nên cô chú chị mình xem rất là đẹp luôn ha. Mặt đá thì cô chú chị mình xem đây đó, đá tàu của chú chị. À, thì cặp đôn này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 6.500.000 đồng. À, cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. À, còn đây là 12H. Thì em có một cái bức tranh. À, chiều dài thì em đo như vậy là 197 cô chú anh chị. À, còn chiều cao thì là 97, còn chiều dài như thế này là 5 phân. À, cái đố ngoài 5 phân cô chú anh chị. À, còn cái khung giữa như thế này, đây khung giữa thì là 57. À, còn chiều dài thì của cái khung giữa thì là 158 của chú chị. Một đây là một miếng của chú chị ơi, một miếng à, rất là lớn luôn á. À, còn tích này thì tùng hạt trường xuân của chú chị. À, ở đây là những cây tùng nè. Đó, chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore của chú chị. Đó, đó là những con hạt của chú chị, tùng hạt trường xuân. Ở bên đó thì người ta cẳng một cái ao sen xung quanh viền thì cô chú chị mình xem được điều chạm nè. À, chạm những hoa văn chi tiết rất là đẹp đó. Những cái bức tranh như thế này thì mình treo những cái phòng khách rồi cô chú chị, nên nó rất là đẹp luôn ha. Còn ở phía sau đây đó, ở phía sau thì cô chú anh chị mình xem người ta gia cố những cái đố rất là nhiều luôn đó, để cho bức tranh mình nó không bị co giãn luôn cô chú chị.
Đặc biệt thêm một cái nữa thì cô chú anh chị mình xem đây. Ở đây thì người ta đổ một cái lớp keo để cho cái miếng gỗ ở phía trước nó giữ lại chắc chắn hơn. Đặng mình xài cái miếng gỗ ở phía trước của cô chú anh chị sẽ bền hơn, để sợ sau này á ốc mình nó sẽ bung, nên người ta đổ một lớp keo như thế này để giữ lại cái miếng gỗ ở phía trước này cô chú anh chị. Đó, giữ cái miếng gỗ ở phía trước giữ nó chắc chắn hơn, nên cái ốc mình nó sẽ không xài rất là bền quý vị, nó sẽ không bị bung ốc ha. Đó, thì cái bức tranh Tùng Hạc Trường Xuân này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 19 triệu ha. Còn đây là 13H thì em có một cái bộ giường kỹ ngũ sơn của chú chị. Bộ này thì gồm có hai cái băng và một cái bàn. Chiều dài thì em đo như gì là 199 của chú chị, em đo phủ bì luôn nhé. Còn chiều rộng như thế này là 54, còn chiều cao là 50. Còn em đo cái giữa sau đi ha. Đây, chiều cao ở giữa sau là 124, còn chiều dày của giữa sau là 4 phân của chú chị. Còn cái tay tựa như thế này là 8 phân, còn cái chân là 12 của chú chị. Bộ giường kỹ ngũ sơn này thì gồm có hai cái băng như thế này, thì em đo đại diện một cái cho cô chú chị mình thôi ha. Đây, đây thì những cái băng thì được điều cẳng tứ diện nghe cô chú chị. Ở đây thì người ta làm những cái tùng nè. Đó, ở đây thì ta chạm những cái mai. Đó, còn điểm giữa thì người ta chạm cặp chim nguyên ương của chú chị. Chất liệu thì gỗ gõ, còn mặt đá thì mặt đá tàu của chú chị. Đá tàu thì cô chú chị mình xem rồi đó, rất là đẹp luôn. Còn gỗ thì gỗ gõ cô chú chị ơi. Băng này cũng vậy luôn. Đó, hai băng thì đều như nhau của chú chị. Cẳng thì được đều cẳng tứ diện ha. Đó, rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm. Nếu mà có thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình ha, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, ở đây mặt sau đi cô chú anh chị, mặt sau cũng như mặt trước cô chú anh chị mình về để hướng nào cũng được cô chú anh chị ơi, để về để hướng nào cũng được hết. Đó, quay ra quay vô, quay ngang quay dọc gì cũng được cô chú anh chị, quay hướng nào thì cô chú anh chị mình vẫn thấy đẹp luôn ha. Còn đây là cái bàn của chú anh chị. Chiều dài của bàn thì em đo gì là 170, còn chiều rộng như thế này là 84, còn chiều cao là 75. Đây, còn cái chân như thế này là 11 của chú chị, còn từ mặt bàn xuống cái diệm này là 23. Cái bàn thì cũng được đều cẳng, là cẳng tứ diện luôn của chú chị, nó chạm xong rồi cẳng luôn. Còn mặt đá thì của chú chị ơi rất là đẹp, ở mặt trên đó. Bộ bàn mình để trước nhà là rất là đẹp luôn cô chú chị, rất là sáng nhà luôn. Cô chú chị mình có quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Bộ giường kỹ ngũ sơn này thì gồm có 3 món cô chú chị, hai cái băng dài ha và một cái bàn. Tiệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 65 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, để em sẽ bổ sung thêm những hình ảnh, những chi tiết nào cô chú anh chị mình chưa rõ ha. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi, cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi đường Chánh Long Xuyên ha, hết đường Chánh Long Xuyên hướng về Châu Đốc khoảng chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, thì Lâm cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn rất nhiều xem và ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong những clip mới nhất ha.